Theo thông tin từ cơ quan công an, công tác tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đến nay hoàn tất, ghi nhận có tất cả 32 người đã thiệt mạng trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này. Bên cạnh đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa 12 người mắc kẹt trên sân thượng thoát xuống an toàn và cứu được 20 người khỏi các vị trí bị cháy. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, hàng chục cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cũng được điều động chi viện tới Bình Dương để phối hợp tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt. Theo ghi nhận của phóng viên, quán karaoke An Phú do ông LAX 42 tuổi, thường trú phường An Phú, tạm trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh làm chủ. Nơi đây có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m², kết cấu 3 tầng, trong đó diện tích cháy khoảng 400 m² nằm ở khu vực tầng 2, tầng 3. Chất cháy chủ yếu là vật liệu trang trí nội thất, gỗ. Điểm đáng chú ý là quán karaoke này không có lối thoát hiểm. Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm cứu nạn, trong đó có sử dụng xe thang, đục tường ở các tầng lầu để phun nước, tiếp cận vào bên trong, đưa nạn nhân ra ngoài. Nguyên nhân trực tiếp gây cháy được nhận định có thể do chập điện.